Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Tea Party 2. Thì hiện tại bây giờ mình và Bami đang mới vừa nghe được một cái nó mới vừa mở ra một cái tiệm trà kinh dị. Đúng rồi. Tiệm trà kinh dị, tiệm trà mà nước trà màu đỏ như máu vậy các bạn. Ma ám, còn đây là tiệm trà ma ám. Đúng rồi, hơi ghê không? Bây giờ mình với Kia sẽ đi lên đường vô quán trà thôi. Yo. Ê mày, cái xe đi vô không có thấy cũng lớn ghê mày. Cái xe hình con Minion mà mấy con lại lơ quyền đóng luôn, nhìn mắc cười quá. Ôi đúng gớm luôn á chứ. Ui, nghe nhìn nổi hết cái da dịch lên. Theo như mình nghĩ là cái tiệm trà ma ám này khá là thú vị đây, đúng không cô? Đúng vậy. Tiệm trà mà tao thấy nổi da gà luôn rồi. Tiệm trà gì mà nó mụ mị dễ sợ luôn, mọi người thấy cái màu không? Vãi gì, mới vừa vô con mới vừa ngóc qua ngó lại có thấy nguyên cái này toàn máu không nè Bami. Thì đó, tiệm trà mà tiệm trà ma quái nè, nó phải ra một cái chất gì mà nó màu đỏ đỏ cho nó kinh dị. Ôi mà cái nhà bị nghiêng mà, trời ơi, bàn ghế nó treo ngược trên trần nhà mà cái ông chủ tiệm trà mặc đầu bự. Đây. Ra đây nè. Trời đất ơi. Bami, ra đây nè. Ok, đây ok. Cái gì nè. Ôi con mắt hay gì vậy? Con mắt á. Ôi ơi, cái này có giống con Minion khổng lồ quá vậy. Thì nó đó, Minion đó, tao hiểu là sao đâu ra một con Minion khổng lồ mà ốc nó mọc ở trên này luôn nè, ghê không có tưởng cỏ chứ. Vãi nồi. Cái cưỡng lông hạ mi đâu ra rớt đây. Vãi, lông hạ mi bứt rồi. Ê, mày vô cái tiệm trà này thấy ghê lắm nè. Cho tao ngồi ngửi cho mày coi nè. Ê, sao hàng nào đầu tử vậy? Ủa đó, cái đầu đúng to luôn á, bé đầu to. Con bố đầu to, con đầu, bố đầu nhỏ, con đầu to. Ê, cái bài này nó bay lên nè cô. Được nè. Vãi nơi, ngồi được rồi, đúng là cái tiệm trà quái đản. Mày ngồi lên chở được luôn không? Ừ. Hồi nãy tao cũng đang ngồi thử á. Đó, tao ngồi luôn nè. Tao nói đúng hai luôn rồi. Ôi, chào mừng bạn đến tới quán ba bỏ hoang. Ui, ghê thiệt chứ. Nói chung là đã lâu lắm rồi không thấy được người dân đến đây rồi. Trong hơn một năm trời. Ghê. Nhìn nó ớn các bạn, ai dám vô. Ê, thằng nào quăng cái ghế làm tao ngồi hoài vậy bay. Ý, nó nói là Big Spot đã chuẩn bị chơi ngày này. Ủa vậy là boss của nó là biết mình đang tới đây hả? Trời ơi, mấy cái mặt thấy ghê quá vậy. Đen hồi luôn, có cái miệng với hai con mắt à. Nên nói chuyện với anh ấy ở dưới tầng hầm. Ủa sao tự nhiên không nói chuyện ở đây mà đi xuống tầng hầm là cái gì? À chắc là boss bự nên là trốn ở dưới chứ trên này không dám đứng ở đây, sợ tụi mình quýnh. Sao quýnh được trời, trong khi cái căn nhà này quá là thú vị thì lấy gì mà đi xuống. Revert cái tên. Ok vậy thôi, đi xuống dưới gặp thằng boss bự nó đi. Đây, chung đi ba, ở đây thấy ghê quá à. Trời, cái đèn không mà nó có thấy nó cũng gớm ghiếc, dễ sợ. Ở ngoài này nè, trời đất ơi, lung lơ, ê mày, mi lên che lủng lẳng cái này quá trời luôn nè. Thế con, ôi nhìn nó cột ra từng người. Sợ như vậy luôn á. Nó đúng kinh dị luôn á. Ủa? Ê nè, ý, từ, bơ mi, qua đây. Tao thấy thêm hai con Minion đột biến nữa nè. Nữa hả? Nó ra sao vậy? Trời đất mẹ, cái này gọi là bé Midian đít bự và bé Midian tam giác. Một con đít bự còn một con slam nè. Nhìn đúng mắc cười luôn các bạn, nó bị tan chảy slam ra nè. À không, nó đúng hơn là Minion lật đập và Midian. Ờ là Minion. Đúng rồi. Trời đập phải đập lỗ luôn mà. Đít bự lật đập và Midian slam. Ê, bây giờ mình sẽ đi xuống như này để gặp ông boss thôi, còn nhưng mình không biết mình đi gặp ông chủ của cái tiệm trà này để làm cái gì mà nó chung tại là ông tại vì mình với anh Kha đi uống trà ở tiệm trà kinh dị. Ôi, nhưng mà ông boss ông lại cái nhân viên nó kêu là ông boss nó biết mình ở đây. Wow, cái gì thấy ghê vậy. Ghê trời má ơi, mi lên mà nó che lủng lẳng nè, trời nhìn như mi cái rèm á mày, cái rèm mà nó che thấy ghê quá à. Cửa đây có cửa nè. Đâu. Ôi đây là nơi sản xuất ra Minion. Có không? Không, sản xuất ra Minion lật đật đồ chơi á. Wow, ôi ôi trời, nhìn ghê vậy. Trời má hú hồn luôn á, trời mắt không à. Ê mẹ, sao mắt nó buồn quá vậy? Đi cái đầu là nó giòn cái đó. Hay là nó bị bắt ở đây làm nô lệ ta? Cái nào chơi kỳ, đứa nào chơi đóng cửa kỳ cục ghê luôn á trời. Rồi chui ra đây nè, chui ra đây đi, coi gì có gì. Wow. Nó vẫn sản xuất Midian. Sản xuất. Ôi. Midian lật tật. Ê ông. Ủa hôm nay để là Big Boss của nó hả? Chắc này là Big Boss rồi chứ hết đường rồi, còn đường nào nữa đâu. Ông đang ngủ hay gì mày? Kiểm tra gớm quá.
Nhảy miếng gì đó sợ ổng coi. Ổng đang quỳ trước tao với mày hả? Cái gì vậy? Đó. À, đang đang chuẩn bị gồng lên chào ba, chuẩn bị tư thế đó, quỳ xuống đi. Lady and gentlemen. Ờ em hello tao kìa. Ủa sao biết tên mình ta? Ủa ai quen biết gì đâu mà hỏi ẩm nhân hỏi mình nhớ không? Ờ tự nhiên. Ông em giờ mình ở đây lâu lắm rồi. Ở đây rất là lâu rồi. Và mình cũng đang tới. Phải rồi, nó biết mình gì mình đâu, mình có quen biết gì ổng đâu mà ổng đâu ổng chờ đợi mình. Tào lao thiệt chứ. Ờ bây giờ ông sẽ cho mình nhớ lại kìa. Nhớ gì trời? Không lẽ tôi có tiền kiếp. Ơ, nó là quỷ mày ơi. Ôi, giờ mắt ông đã chó rồi mày ơi. Da đen thui luôn kìa. You better run now. Oh my god. Run run, chạy ok mình chạy đi kìa. Ôi ở sao ông có nguyên bức tường màu đen. Ôi nó giết kìa. No. Bobby Bobby tính ra nhìn ổng da đen thui có mắt đỏ nhìn như toát ra đưa phiên bản lỗi. À đúng rồi, phiên bản lỗi, phiên bản mà ăn nhiều mặc hồ lù á. Phiên bản thiếu lửa. Ê đừng có đụng màu đen nha, đụng màu đen chết á. Ok. Cái này cũng gọi là một loại Oppy mini nhỏ nhỏ xíu xíu. Ê, lên rồi. Trời ơi, sao tao chưa được lên? Ê, da chết rồi. Phải nồi. Tao ra cũng tùm đen, nó không cho tao ra. Ok, ủa, vô quy đám ai cũng chết để được ra mà. Trời ơi. Ủa, mày được si bó lại kìa. Phải nồi, ổng làm cho tụi mình chết xong ra ổng biến tụi mình lên cho một cái thế giới khác. Ồ. Ủa, ổng kìa, ổng đang bay kìa. Ôi, em ổng lộn, ổng biết hình, anh nói lộn. Trời, anh mong ổng Kamayoko quá, bùm. Rồi bắt đầu quay, chuẩn bị ổng biết anh Fiye cấp độ 4. Đó. Cái gì? Trời, hết hồn, quấy nồi. Ờ, các bạn ổng ghê quá. Ôi, cho mình vũ khí để mình đặt nó luôn rồi. Ô, thanh niên tay dài chân ngắn. Trời đất ơi, ê mày, cái súng của hai nó địch bẹt bẹt luôn rồi mày. Ờ, là trời, cầm cái súng này rồi à, cái túng này địch bạc bạc luôn. Ê cho ông hửi rắm này cu. Nó bắt đầu quá. Ê kia cho ông hửi rắm này cu. Dùng cái súng này đi á, bắn nó mất đáng nhiều nữa. Cái gì? Ok. Ôi, địch cho ông đi. Cho ông hửi địch đi, đúng rồi. Cho ông hửi địch đi. Đó, bây giờ mình phải tiêu diệt nó tạm thời, mình sẽ cắt nhạc đi để mình có thể giao tiếp được với Bami. Đúng rồi. Nó máu nó trâu ghê mày. Ồ máu nó bự ghê, nãy giờ bắn nãy giờ mới mất có 1/8 mà. Nó là máu trâu chứ ai kêu máu bự bao giờ. Nói lộn ba. Cái này bắn gọi là trò nè đó. Bắn đi anh em. Vậy còn cái số 4 là cho nó ăn trà, cho nó uống trà như chó nữa đó, vậy luôn á. Ê tụi bay chơi là nó mắc kẹt rồi, uống miếng trà thư giãn rồi đó, rồi sao bắn tiếp nè. Nó đứng yên một chỗ rồi. Nó bị kẹt á, nó bị thanh niên đứng kế bên á. Ôi có con dao nè, lấy dao chọn nó cũng có lý thì. Con súng số 2. Ê lấy dao rỉa máu nó được rồi cô. Bắn nhanh hơn. Đúng rồi. Ờ đừng có đứng, đừng có dùng kiếm nó thấy mất máu hết lắm mày. Tại vì mình đứng gần nó á. Rồi giờ lấy súng số 2 ra được cho mặt nó nha. Tao biết. Ôi, tao thấy bây giờ đông quá nên là nó không biết nó nên giết đứa nào luôn rồi. Ok. Giờ đứng xung quanh luôn rồi, giờ nó đang bí đó kêu là bây giờ mình phải làm sao đây ta. Rồi, giờ nó đang suy nghĩ coi, bây giờ nó đang tính lấy cây gãi đầu á, mà rốt cuộc nó gãi đầu là nó sẽ té. Mà nó lấy ê, chân á, là chân nó ngắn quá nó dở không tới. Đúng rồi, thanh niên tay dài hơn chân. Đâu đúng là biết cái gì không biết, biết như ngày này thì làm ăn gì được nữa. Thanh niên nó hỏi tiếng gì ghê quá vậy, thì tiếng rắm. Ê ba mày tắt nhạc đi ba mày, còn mày còn nghe tiếng rắm nữa ba. Thì mình phải nghe tiếng nhỏ nhỏ chứ, tao bật có một nấc à. Một nấc tao nghe vẫn bự như thường, tao tắt luôn à. Rồi nó, ôi, nó bị gì kìa. Ê Minh, ui, nó biết thằng nhạc quỷ rồi. Nó biết thằng quỷ, quỷ cấp độ 2. Ô Albert, à đây mình Albert cấp độ 2. Ôi đây nè. Ổng biến thêm thành hai. Ôi có thêm hai cánh tay phụ nữa kìa. Ơi cái mặt ổng thấy ghê á mày ơi, cái mặt nhìn như cấu trúc Panda vậy. Ê trời. Ê nó cao đó kìa. Cứu ta. Đau quá. Nó quýnh ta luôn rồi. Chạy đi. Ok đang chạy đây. Đang bắn nó nè. Rồi, đang đâm cho mặt ổng. Cái gì vậy? Ồ tính ra ổng biết cấp độ 1 cũng hiền. Ê mày cấp độ 1 thì trời cái uýnh gà trời đó, uýnh gà như con vậy. Nhìn cu cây for my way bao nhiêu, cấp độ 2 nhìn thấy gớm. Ờ, đã vậy còn tăng động uýnh đâm thùm nữa chứ. Trời ghê thiệt chứ.
tôi quá đáng rồi chứ. Chơi gì chơi với quá ai đi, ôi sợ đi, chết cho luôn quen rồi. Rồi Kia bị ngẫm cô tèo luôn rồi. Mình phải trả thù cho Kia. Ừ hay quá, chết có hồi sinh. Vậy là game này là game chết có hồi sinh. Ok, nó dí tao nè mày ơi. Nó nghe tao nó báo thù cho mày, cái nó dí tao nó uất tao kìa. Ây da đất ơi, báo thù gì mà nó đập tao một phát mất nửa, mất nửa cây luôn. Thì tao đang bắn ra biểu mày hồi sinh mày lại mày lẫn vẫn trước mặt nó chi cho nó quất mày tiếp. Cứu hồn. Ơi nó hồi sinh mấy cái nó tay là bọn mấy cái tay chà ra kìa. Come on baby, come on. Yo. Yo, rớt trên luôn rồi. Rồi tao banh sáng luôn rồi. Ăn Kia chết ơi. Ôi, kể nó game này chết hoài được nên là cứ sống phá hí máu. Yo. Ôi vậy tính ra đây đúng là thế giới phòng mị luôn á. Chết mày đi, tao sẽ thẻo. Chết mày đi, cho mày chừa, mày chưa chừa cho mày chết. Trời ơi. Rồi, vãi đầu Kia đang lóc dưới chân mình luôn. Rớt người luôn rồi. Kia cái đầu Kia đang lóc dưới chân mình luôn rồi. À, sao nãy mới đâu gặp anh ở đâu sao giờ gặp anh quời vậy? Ê nó tay đây bọt nó mấy nghi địa ghê mày ơi. Anh thấy em đẹp trai cũng nên anh đu đéo hoài chứ gì. Đúng rồi, thấy mày đẹp trai tại nó thấy mày BD nên nó thích á. Bót đã biến thái rồi còn BD nữa. Anh không có cưỡi em đâu. Đúng em rồi. Đây coi nhớ nó gì chứ cao giá lắm. Đúng rồi, Kia nó BD vậy thôi chứ nó chảnh lắm. Nhạc đi, tao không có nghe cái mày đâu. Ok. Né nó ra cái ôi trời, cho nó còn gọi thêm cái con mấy cái thấy con ly già nữa chứ. Thấy con ly già. Thấy á, trời nó quăng. Ừ. Nó quăng mộ cho mặt kìa. Đúng hồn. Trời đất mày, ai quen biết gì mà chơi gì kỳ vậy. Mày nó còn 1/3 máu kìa, ráng lên cu. Đó, nó cào kìa, nó cào mày. Ok, no. Nó quất tao kìa. Đâu ra 1/3 máu, 1/4 máu. 1/4 rồi, bây giờ nó mới tụt cái 1/4 rồi, nãy 1/3. Rồi, đánh rắm vào mặt nó đi. Rồi, chết thành niên kìa. Ô, nó quất tao kìa. Ôi, hú hồn chị miếng. Hú hồn con chồn. Mày sẽ chết. Mày sẽ chết con quỷ. Thấy ra, đủ đáng trời đó, chết luôn rồi. Quỷ Kia nó nằm dầm bẹp luôn rồi. Mày hả bữa tao hồi sinh là con mày chết mày với tao. Tao đánh rắm vô mặt mày cho mày thúi in luôn nè. Nó có nhiều rồi, cố gắng với nó đi. Ok, đang đánh rắm vô mặt nó. Nó vẫn đang hửi địch của tao. Rồi. Tao đang cho nó chơi chưa hửi địch thần trưởng. Khoe nhỉ. Hửi đi con, hãy lụ đạn chết nữa. Cái này thì hử, cái này thì hử. Tầm này thì li thỉ gì nữa. Còn ôi da, đau á, đau á. Rồi, còn 1/5 rồi đó. Ờ, dí nó đi, nó đang dí theo tao kìa. Đang bắn nè, nó đập tao đã dậy hơn con nữa nè. Nó dí đúng mình tao nè ba. Ăn ở nghiệp quật. Không phải đâu, tại tao đánh rắm vô mặt nó nhiều quá, nó ứa. Không, không, không. Đi xa không đi, gần. Đi gần mới đánh rắm vô mặt nó được. Anh chơi gì vậy? Đi gần mới đánh rắm vô mặt nó được. Ôi, trời đất ơi, mềm. Ôi, ghê vậy, ghê vậy. Ok, nó còn chút xíu máu à, cố lên, cố lên. Ồ, né ra, đó nó vừa kìa, còn chút xíu à, cố lên mọi người. Trời ơi. Trời, nó quất thanh niên kia, mất hình hết cái máu. No, 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 đừng quấn em, ai à, đập xuống tất cả. Đừng quấn em, đừng quấn em vô tội, em vô tội, đó nó vừa thôi kìa. Đó nó chụp được anh đó rồi, chết thanh niên rồi, trời hên quá chưa chết. Rồi, gần chết rồi, còn một chút xíu nữa. Ấy nó còn, nó còn summon nó thêm nữa kìa. Ê mày, tao thắc mắc là con mít bót này mình đâu có hù có quán gì đó là sao nó đập mình như con vậy ba. Ô cầm kiếm vô xả nó. Yeah, yes. Chết nó rồi. Rồi tao chết luôn. Vậy ba, sao những cái đó chết luôn ba. Chu. À, giết được mít bót rồi nhưng mà mình vẫn chưa hiểu lý do tại sao nó lại giết mình. Xong rồi. Sau khi giết con bót xong là trời cứ xanh mây cạnh. Trời quang mây tạnh luôn và cả nhà. Ê mày thấy quán trà không kìa. Quán trà nó đẹp lại rồi nè. Ê nhưng mà nó có một điều kỳ lạ đó chính là quán trà này vẫn cái bàn cái ghế nó vẫn treo lủng lẳng. Vẫn ngồi được nè. Ê con nhân viên nó đây rồi, bây giờ tao bán đồ nha, tao là con nhân viên nè, lại đây mua đồ đi. Trời ơi. Trời, vậy là đây là vẫn là cái quán trà quá dị nhưng mà chỉ có điều là nó tươi sáng hơn chứ nó không còn tối thui như trước nữa. Giờ nó quá dị ở chỗ là cái bàn cái ghế thì nó treo ngược lên trên, còn cái bàn thì nó cột dây lủng lẳng. Nhìn tới lắm mày. Bót nè, để coi nó chuyển giọng thôi coi. Ủa, đâu, à đúng rồi, ổng kìa, ổng ra bớt kìa, bít bót nãy á. Tôi là ai? Tôi là ai? Ai là tôi? Lần cuối cùng tôi nhớ là tôi đang nhâm nhi cái ly trà. Thì có một cái giọng nói phát ra từ cái đầu của tôi và anh ấy muốn quan tâm tới tôi. Và hãy quan tâm tới tôi. Anh tên ấy, của anh ấy là Nares. Và anh ấy hứa là sẽ làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn. Cảm ơn đã cứu tôi. Nhưng cảm ơn
ơi, ủa gì kỳ vậy, nó là sống chăm sóc cho nó sống tới suốt đời mà sao mình cứu nó mà nó còn cảm ơn, nó tào lao. Ý là nó cảm ơn là đã giả thoát nó khỏi cái con Big Boss mà mắt đỏ hồi nãy á. Ồ. Ok các bạn, thì mình đã cứu cái ông Albert này khỏi cái con quái vật biến thái kìa rồi các bạn ha. Rồi thì các bạn thích video này nhớ để lại cho hai đứa mình một like, một share và nhớ subscribe kênh channel của anh mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Kìa, đánh đấm vô mặt đó rồi, đánh đấm vô mặt này.